rau không rõ nguồn gốc được gắn mác rau an toàn để đánh lừa người tiêu dùng, hay thậm chí đưa cả vào các trường mầm non để tiêu thụ. Những loại rau này được các cơ quan phát hiện tồn dư thuốc trừ sâu, chất kích thích để phát triển, là ứng hòa ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Các chất độc hại này đều là một trong những tác nhân gây nên các bệnh ung thư gan, thận, thực quản, dạ dày. Đây thực sự là một vấn đề đáng báo động hiện nay. Nói chung rau thì bây giờ sợ lắm. Nghĩa là thấy các vị nông dân là coi như là người ta trồng riêng một bán ta ăn, còn người ta làm riêng để ta bán. Đấy, điều đó rất sợ. Cho nên đi chợ là mặc dù là vào mua siêu thị nhưng cũng cứ ngại ngại. Theo ý kiến của tôi thì là cái về vấn đề rau an toàn ở Hà Nội này thì là một vấn đề bức xúc nhất hiện nay ấy. Thế mà bây giờ chúng tôi là người nội trợ thì chúng tôi thấy là cái việc rau, các cái vấn đề rau và thực phẩm an toàn này là chúng tôi rất là lo lắng, bởi vì thực tế là bây giờ là rau, sự tin tưởng của chúng tôi đối với rau mua kể cả đến với siêu thị ấy, thì cũng chỉ đảm bảo được đến 70% thôi. Theo thống kê, mạng lưới tiêu thụ rau an toàn của Hà Nội được phát triển với gần 100 cửa hàng, hơn 80 điểm phân phối tại khu dân cư và siêu thị. Song, quá trình sản xuất lưu thông rau trên thị trường còn nhiều bất cập, đã khiến sản phẩm rau sạch bị trà trộn với rau không an toàn, không nguồn gốc. Điều này đã đánh mất niềm tin của người tiêu dùng vào thị trường rau sạch trên địa bàn. Thực ra đây là niềm tin thôi, chứ còn phân biệt thì tôi cũng khó lắm. Ngoài chợ hiện nay thì tôi thấy cái tình trạng hiện nay cái ngộ độc với cả cái dùng cái thuốc, những cái thuốc mà được tồn dư cái thực vật, cái thuốc bảo quản thực vật quá nhiều nên tôi rất là sợ. Thế nên là thường xuyên là tôi không dám mua ở ngoài chợ để đảm bảo sức khỏe cho gia đình. Nên là chúng tôi, những người tiêu dùng mà là muốn mong rằng nhà nước cũng như cơ quan chức năng, nghĩa là làm nào, thứ nhất là những cái thứ mà họ bỏ vào trong lợn này, họ bỏ vào rau này, thì đừng có kiên quyết phải phạt, không có nhập vào, không cho nhập vào. Và thấy rằng trách nhiệm của những cái người trách quản lý là phải lo chuyện đấy là trước hết về tính mạng của nhân dân. Trước tình trạng rau sạch mất an toàn thực phẩm pha lẫn nhau trên thị trường hiện nay, thành phố Hà Nội đã tích cực triển khai mô hình chuỗi sản xuất cung ứng rau an toàn. Theo đó, sẽ tăng cường kiểm soát chất lượng rau an toàn, giám sát theo chuỗi toàn bộ quá trình sản xuất, sơ chế, vận chuyển và tiêu thụ. Chúng tôi có cử hàng năm là 150 người là gọi là hướng dẫn kiểm tra, xem những cái việc như vậy là chấp hành của nông dân, của người sản xuất thực hiện đến đâu, và như vậy có những cái uốn nắn hướng dẫn cụ thể trên đồng ruộng để người ta thay đổi. Thế còn trong thời điểm trước mắt thì để nhận diện được rau an toàn, trước hết là phải đến các cái cửa hàng, đến các cái doanh nghiệp mà có biển hiệu rõ ràng. Đấy. Cho nên là nhận diện có hai vấn đề, đó là nhận diện về biển hiệu, đó là địa điểm, và nhận diện về sản phẩm, đó là tem và nhãn. Nhưng chúng tôi thấy một cái lớn hơn, đó là người tiêu dùng tham gia vào chuỗi, đó là kiểm soát sản xuất và kinh doanh. Thực phẩm độc hại đang là một thực trạng đáng báo động hiện nay, đòi hỏi các nhà quản lý cần sự vào cuộc kiểm soát cắt cao, chặt chẽ hơn về chất lượng, quy trình sản xuất. Mặt khác, rất cần một chế tài xử lý nghiêm với những hộ sản xuất, kinh doanh rau không an toàn. Đồng thời, từng bước quản lý rau của các địa phương tiêu thụ tại Hà Nội để đảm bảo quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng. Tại thời điểm ghi hình của nhóm phóng viên thời sự, tình trạng xe ủi, máy xúc, xe tải cỡ lớn đã không còn. Tuy nhiên, hiện trạng của việc san ủi, múc đất, đổ ra mép hồ để làm nông nghiệp, đổ đất ngăn hồ để làm đường đi, thậm chí có những diện tích hồ bị bồi lắng, giờ đây đã trở thành mảnh đất trồng rau màu tươi tốt của người dân vẫn còn hiện hữu.